Quay ngược sáng lên đã. Bây giờ chắc phải đến 5 giờ hôm mất rồi. Chim đấu tầm chiều chiều như thế nào. Em này thì to dài, bào cao, không bào tam giác. Em này thì bảo hành chế dã luôn. Hai lần mình đều chế gặp. Hôm nay mới xin vào trong vườn đánh.
chiều quá chơi nữa này. Đứng trên nóc mà hơi sốt chuyện. Nó lên từ lúc nào nó quay rồi. Người đấy. Super. Nhanh quá. Thằng thoát một con. Chết nha. Có người đã xem clip của Bộ Thiên Linh. Anh em thằng chảy rác rồi.